Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Chơi Công Nghệ. Và hôm nay trên bàn mình đây chính là một chiếc vũ khí bí mật của anh em chuyên mà gọi là quay phim chụp ảnh bằng smartphone. Đó chính là một chiếc gimbal của Zhiyun. Đây chính là chiếc Zhiyun Smooth 4. Cách đây khoảng 1 năm thì em nó đã làm khuynh đảo thị trường bởi cái mức giá siêu rẻ trong phân khúc của mình. Và nay trong năm 2019 thì giá của em nó còn rẻ hơn nữa, gọi là tận cùng của xã hội luôn rồi đó, cũng nên. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có một bài trên tay cũng như là đánh giá nhanh lại em nó nha. Rồi, và đây chính là hộp của chiếc Zhiyun Smooth 4. Thì hộp của chiếc gimbal này á, thì được đóng gói một cách khá là cẩn thận. Hộp thì được làm bằng xốp, một chất liệu mà phải nói là khá ổn để đựng một chiếc gimbal đã khá là nặng rồi, bởi vì xốp thì rất là nhẹ nè và độ bền thì cũng rất là cao. Hộp thì đóng gói nhìn rất là xịn sò, nhìn giống như là một hộp của một chiếc súng vậy. Trên hộp thì ở đây chúng ta có thể thấy logo của Zhiyun. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở hộp ra để xem thử bên trong có cái gì nha. Cách mở hộp thì cũng rất đơn giản, các bạn chỉ cần đẩy cái hộp lên thôi. Đây, và đúng thật rằng bên trong cũng khá giống một chiếc hộp đựng cái vũ khí gì đó. Rồi, bên trong hộp thì chúng ta sẽ có những thứ sau đây. Thứ nhất đó chính là chiếc gimbal của chúng ta. Gimbal này màu black, hay các bạn có thể gọi là màu đen hay là nickel gì đó. Rồi, đây là chiếc chân. Và cuối cùng á, là cái sợi cáp sạc của chúng ta. Và điều đặc biệt á, là cáp sạc của chúng ta chính là một cái cáp USB Type-C. Nó khá là đỉnh hơn so với lại các đối thủ cùng phân khúc, là đa số đều sử dụng cáp micro USB, mà chiếc gimbal này á, sử dụng tới tận cáp Type-C, cho nên khá là xịn sò. Vì chiếc gimbal của chúng ta được tặng kèm thêm cả một cái chân ba chấu như thế này nữa, cho nên cái việc mà đặt lên có thể mặt bàn này hay là bất cứ đâu á, thì đều rất là thuận tiện. Rồi, sau đây chính là chiếc gimbal của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta có thể nhìn trực diện vào thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái nút nguồn ở đây nè. Đây, phía dưới nút nguồn thì chúng ta sẽ có một cái dải đèn LED. Ở đây chính là cái vị trí mà thông báo pin của chiếc gimbal này. Rồi, tiếp theo ở trên đây chính là cái phần mà chúng ta có thể gọi là phần lock cũng như là pan following. Rồi, tiếp theo ở phía trên chính là cái cụm một số cái công tắc điều khiển chức năng của chiếc gimbal. Đầu tiên thì chúng ta có thấy là phím chụp ảnh nè, quay phim, phím focus nè, hiện các thông số nè, menu. Còn cái vòng này á, là để chúng ta có thể tùy chọn các chức năng khác cũng như là vòng xoay EV. Rồi, điều đặc biệt nữa là khác so với lại chiếc Zhiyun Smooth 3 là ở đây chúng ta có thêm một vòng xoay nữa. Đây, chúng ta có thể chức năng của vòng xoay này á, là khi mà chúng ta nhấn vào phím focus thì nó có thể là chỉnh lại cái độ rõ nét của ảnh của chúng ta nè. Rồi, còn không á, thì chúng ta có thể sử dụng cái vòng xoay này như là một cái công cụ để zoom mà không cần phải phóng to thu nhỏ khi mà chạm vào điện thoại. Và còn một điểm khác biệt nữa của chiếc Zhiyun Smooth 4 này so với lại Zhiyun Smooth 3 đó chính là chúng ta có thêm một cái G ở đây để thuận tiện cho cái việc gấp vào chiếc gimbal của chúng ta một cách nó gọn nhẹ hơn, để khi mà mang vác đi xa này hay là bỏ trong ba lô này, nó gọn hết sức có thể, nó tránh bị gãy ở các cái chốt này. Những cái chốt này rất là dễ gãy, mà khi gãy thì chúng ta cực kỳ sót luôn mà. Cho nên đây là một thiết kế phải nói là khá là tối tân cũng như là hiện đại. Rồi, ok, và trên tay mình đây là có một chiếc điện thoại iPhone. Bây giờ chúng ta sẽ thử lắp vào và xem thử rằng cách nó sử dụng như thế nào nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đưa iPhone vào cái lẫy này. Rồi, rất là dễ dàng thôi. Sau đó chúng ta sẽ bật cái G này lên. Các bạn phải lưu ý là làm cho chiếc điện thoại của chúng ta nó cân bằng một xíu nha. Ở phía đây thì chúng ta còn có một phím là mở khóa, để các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cái này để cho điện thoại chúng ta thao tác nó dễ hơn nè. Các bạn có thể thấy rằng có thể đẩy vô đẩy ra cái này để cân bằng lại cái điện thoại của mình. Rồi, sau đó thì khóa lại. Ok, sau khi mà điện thoại các bạn đã cân bằng một xíu rồi đó, thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím nguồn để chiếc gimbal này khởi động lên. Rồi, ok. Và để kết nối thì cũng rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần cho chiếc điện thoại của chúng ta vào chiếc gimbal,
sau đó bật cả hai thiết bị lên cùng một lúc, rồi các bạn chỉ cần nhấn kết nối, mọi việc thì máy sẽ làm cho chúng ta và chúng ta không cần phải động tay động chân gì nữa cả. Và một số thông tin được hiển thị ở trên giao diện này á, thì chúng ta có thấy dễ dàng rằng đầu tiên á, là cái biểu tượng kết nối Bluetooth nè, hay là chế độ chúng ta đang dùng là gì, chụp ảnh hay là quay phim, flash hay không, có hiện giờ hay không nè, HDR nè. Và một điều nữa rất thú vị mà mình cảm thấy chiếc gimbal này hoạt động khá là tốt, đó chính là nó còn hiển thị thêm cả một phần, đó chính là thời lượng pin của chiếc điện thoại của chúng ta nè, và cả chiếc gimbal nữa. Rồi tiếp theo ở phần dãy dưới này thì có hiện thêm cả thông tin về EV nè, tốc độ màn chụp, ISO và cả nhiệt độ ca nữa các bạn ạ. Đây là một điều gọi là rất là đỉnh. Chi tiết hơn về các phím tắt ở phía dưới thì chúng ta có thấy đây là phím chụp ảnh nè, mình sẽ thử cho các bạn luôn. Đây, các bạn chỉ cần nhấn vào đây và không phải nhấn vào màn hình chi cho cực nữa cả. Tiếp theo là chúng ta có thể quay phim được nè. Rồi, tắt đi. Rồi, đây là focus nè. Khi mà các bạn nhấn vào cái nút này á, thì chúng ta sẽ chỉnh được là zoom của máy ảnh của chúng ta mà chúng ta không cần phải lấy tay zoom chi cho nó mệt cả. Đây, zoom tiêu cự lên tới tận 4x lần các bạn, cho nên các bạn không phải lo lắng gì cả. Chúng ta có thể xoay 360 độ luôn cũng được mà không hề hấn gì. Rồi, còn nếu như mà các bạn nhấn thêm một lần nữa, đèn không sáng thì chúng ta là chỉnh độ rõ nét của ảnh. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có thể vào menu và chỉnh thêm một số cái, ví dụ như là flash nè, thời gian, hẹn giờ nè, HDR nè, nhiệt độ nè, rồi ba la các thứ, rất nhiều thứ luôn. Và vào phần setting á, thì đặc biệt hơn nữa là ở cái phần camera chúng ta sẽ chỉnh thêm được cả, đó chính là chế độ làm đẹp nữa. Rồi, có một số cái như là thời gian pano nè. Rồi, tiếp theo là về chế độ lock hoặc là pan following. Khi mà các bạn chuyển qua chế độ lock á, thì mặc định chiếc điện thoại của chúng ta chỉ nhìn về một hướng. Nhưng mà khi các bạn chuyển qua chế độ là pan following á, thì khi chúng ta xoay đi nè, đó, chiếc điện thoại của chúng ta sẽ di chuyển theo, nó không có bị khóa đứng như cái hồi chế độ lock hồi nãy. Đây là một chế độ thật sự gọi là thú vị cho chúng ta, những người dùng mà gọi là khá là chưa chuyên nghiệp cho lắm á, thì có thể dễ dàng sử dụng chế độ này. Và tiếp theo ở đằng sau thì chúng ta có hai cái phím bấm. Hai phím bấm này á, mục đích của nó là gì? Đó chính là chúng ta có thể ly máy nè, chúng ta sẽ nhấn giữ ở phía dưới nha. Rồi, đó, máy sẽ dễ dàng đi theo. Rồi, còn ở phía trên cũng là ly máy luôn, nhưng mà cái tốc độ ly máy nó sẽ nhanh hơn khá là nhiều nè. Đó, nó không có bị chậm chạp như cái phím phía dưới. Rồi, và nếu như máy các bạn mà hơi lệch một xíu so với cái vị trí ban đầu á, thì chúng ta chỉ cần nhấn hai lần vào phím phía dưới thì máy sẽ trở lại về ngay vị trí ban đầu mà các bạn đã chọn. Ngoài ra trên cái bàn xoay này chúng ta còn một số phím chức năng nữa, ví dụ như đi từ trái qua đi thì đây chính là phím đảo ngược camera của chúng ta. Các bạn chỉ cần nhấn vào thì lập tức camera sẽ đổi chiều chúng ta ngay. Tiếp theo ở trên á, là chúng ta có tùy chọn thêm nữa, đó chính là chế độ quay. Chế độ quay phim này chúng ta có thể dễ dàng chọn chế độ quay phim mà chiếc điện thoại của chúng ta đã có. Ví dụ như mình có thể lên tới 4K 30 frame thì mình sẽ chọn, rồi thế là bấm quay một cách dễ dàng. Rồi, và cái phím cuối cùng ở phía bên phải á, đây chính là cái phím mà gọi là nó chỉnh về EV, tăng cường ánh sáng nè. Đó, có thể xoay cái bàn xoay này. Đó, rồi, rất là dễ dàng thao tác mà không cần phải chạm bất kỳ một ngón tay nào của chúng ta lên chiếc màn hình điện thoại cả. Tất cả mọi thao tác của chúng ta đều hoạt động trên cái gọi là cái khu vực phím chức năng của chiếc gimbal này. Và thật không thể tin được rằng giá của chiếc gimbal này chỉ có 1.800.000 thôi các bạn ạ. Hoặc là loanh quanh xấp xỉ đâu đó. Khi mà mới ra mắt á, thì đâu đó chiếc gimbal này thì có khoảng tới 3 triệu mấy lận. Nhưng mà giá bây giờ đã gọi là giảm tụt quân luôn rồi. Thật sự thì đây là một chiếc gimbal đáng giá dành cho những bạn nào gọi là chưa chuyên nghiệp, mới tập chơi.
Ok, và vừa rồi mình đã có một bài trên tay cũng như là đánh giá nhanh chiếc Zhiyun Smooth 4. Thì các bạn có bất cứ bình luận gì về chiếc gimbal này thì để lại comment phía bên dưới nha. Và đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Đồ Chơi Công Nghệ để nhận thêm được nhiều video hay và ích khác. Mình là Minigame, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tới.